Mời quý vị nghe xong cái bài này, giờ mình đi vào, hôm nay là Tết cho nên Ly muốn gửi đến một cái lời cảm tạ đến vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Ly chào cụ Tương Phan, chào Phúc Trần. Mời quý vị nghe một bài viết của bác Quang. Tại vì hầu hết chúng ta đi học không được dạy, chỉ có khi lên sách hiếm, rồi từ sách hiếm anh chị em chúng ta chia sẻ ra rồi mới biết, chứ còn nếu không có sách hiếm thì cũng không có Trần Ly, không có thầy gì ở Bạc Liêu á, thầy thầy Hồ đó. Cho nên hôm nay thì cuốn sách này thì Ly đã tặng cho nhiều khán giả rồi, mà nếu bác nào mà chưa nhận được thì thông cảm cho Ly, gửi lại địa chỉ cho Ly, bởi vì Ly đang còn tuổi Ly in ra là 700 cuốn này. Thì hôm nay sẵn đây thì Ly cũng muốn đọc, mời quý vị nghe cái bài viết của bác Quang đăng ở trong cuốn của bác. Cuốn này bác viết 3 tập, hiện nay mới xuất bản được một tập, đang còn 2 tập. Tên sách là Dấu Giày Vatican Trên Quê Hương Tôi, tập 1. Mời quý vị nghe để hiểu rõ về cuộc đời của bác Quang, phu nhân của cô Lâm Phú Châu, chủ trang sách hiếm, vốn là một con chiên tỉnh ngộ. Bác Quang thì thôi mời quý vị nghe ha. Bác viết cái tựa là Cảm Tạ. Thứ nhất, tác giả xin chân thành kính dâng lời tri ân lên. Sách hiếm tuyệt vời, đúng rồi. Thứ nhất, tác giả xin chân thành kính dâng lời tri ân lên. Một là dưỡng phụ Nguyễn Quang Rặc, thân kính của tôi. Bộ sách này được thai nghén từ mùa thu năm 47, là năm Đinh Hợi. Hồi đó tôi còn là một em bé liên lạc viên trong đại đội dân quân huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình, cùng với một số anh em đồng đội còn lại. May mắn thoát chết và không bị giặc bắt khi hành quân vào vùng Hỏa Tuyến vào thượng tuần tháng 6 năm 1947. Tại vì có một số trong đó có thằng Nghĩa ở Thanh Hóa, với lại một số Facebook chửi vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, cho nên Ly muốn đọc hết, rồi nói bác Quang là ngụy thế nọ thế kia đó. Cho nên hôm nay Ly muốn đọc cái bài này như một cái chút quà mùa xuân gửi đến vợ chồng giáo sư. Để thực tập và rút kinh nghiệm chống phá đồn giặc Pháp, Vatican tại đồn Vọng Hải, huyện Kiến Thụy, tỉnh Kiến An vừa mới trở về. Trong buổi tập hợp chào mừng đón xuân về do Mặt trận Việt Minh huyện Phụ Dực tổ chức vào một ngày trong tháng 8 năm 47, nhà ái quốc Nguyễn Quang Rặc, chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng chiến huyện Phụ Dực, Ly đọc trật hành chính chứ không phải hành chánh, nhìn thấy tôi, một em bé thiếu nhi trong đoàn quân chiến bại này, ông hết sức xúc động và đem lòng thương quý tôi vô cùng. Mấy ngày sau, ông ra lệnh thuyên chuyển tôi về làm việc ở bên cạnh ông trong Ủy ban Hành chính Kháng chiến huyện Phù Dực. Bác từ bé, tức là bác là giống như một chú giao liên từ bé rồi đó quý vị. Cái điều này ít người biết lắm, cứ nghĩ bác là sống ở trong chế độ ngụy thôi. Cho nên Ly muốn đọc. Trú đóng tại nhà ông Tư Chân trong làng Vũ Hạ, làm việc ở đây được khoảng chừng một tuần lễ, ông ngỏ ý muốn nhận tôi làm dưỡng tử. Tôi sung sướng nhận lời. Ông yêu cầu tôi phải về xin phép bố mẹ tôi cho tôi được làm con nuôi của ông. Tôi về báo tin và xin phép bố mẹ. Xin phép bố mẹ tôi và được bố mẹ hoan hỉ đồng ý. Tôi trở lại Ủy ban Hành chính Kháng chiến, báo tin cho ông biết tin mừng này. Ông tỏ ra vô cùng, Ly nghĩ là nhờ cái người dưỡng tự, người cái người bố nuôi này mà bác Quang đã không như hôm nay đó quý vị. Ông tỏ ra vô cùng sung sướng và đặt tên tôi là Nguyễn Kim Đồng. Ngày kế đó, ông dùng một chiếc xe đạp chở tôi về trình diện thân mẫu của ông là bà cụ phó ở làng Tràng Lũ, và tổ chức bữa cơm ăn mừng gia đình có thêm đứa con nuôi là Nguyễn Kim Đồng.
cũng nên biết Kim Đồng là tên của một thiếu nhi sinh năm 1929, có tên thật là Nông Văn Dền, người Nùng ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Anh là người đội trưởng đầu tiên của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 41. Bí danh của năm đội viên đầu tiên là Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Minh, Thanh Thủy, Thanh Tiên. Kim Đồng đã cùng đồng đội làm nhiệm vụ giao liên, đưa đón Việt Minh và chuyển thư từ. Trong một lần đi liên lạc khi cán bộ đang có cuộc họp, anh phát hiện có quân Pháp đang tới nơi cư trú của cán bộ. Kim Đồng đã đánh lạc hướng họ để các bạn của mình đưa bộ đội về căn cứ được an toàn. Kim Đồng chạy qua suối, quân Pháp theo không kịp liền nổ súng vào anh. Kim Đồng ngã xuống ngay bên bờ suối Lenin thuộc Cao Bằng. Ngày 15 tháng 2 năm 1943, khi vừa tròn 14 tuổi, tháng 7 năm 1990, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Dù rằng cái tên Kim Đồng đã trở thành cái đích cho bọn lính thập ác tại xóm đạo Trại Táo, kế cạnh làng Tô Xuyên quê tôi, trong những năm 1950-1953, nhắm tới và thường xuyên tuyệt tiến vào làng Tô Xuyên truy tìm tôi để sát hại như chúng đã sát hại các anh Vệ Bất, tức Phạm Văn Bất, anh Hào Bột, tức Phạm Văn Bột, cùng nhiều người khác trong làng Tô Xuyên và ở các làng kế cận, tức là cái bọn con chiên nó làm tay sai cho giặc các quý vị. Thế nhưng tôi cũng như mọi người trong gia đình tôi đều cảm thấy rất hãnh diện về chuyện tôi mang cái tên Nguyễn Kim Đồng. Lý do là cái tên này vừa là biểu tượng cho người anh hùng tí hon, với những hành động hăng say thoát ly gia đình lên đường đi đáp lời sông núi. Gặp khi tổ quốc lâm nguy, bỏ trường bỏ lớp tôi đi diệt thù. Sau khi trở về Ủy ban Hành chính Kháng chiến huyện Phụ Dực, lúc đó tạm thời đóng chốt tại nhà ông Tư Chân ở làng Vũ Hạ, tôi được chỉ định làm công việc phụ giúp anh Nguyễn Văn Bằng, trưởng phòng văn thư trong Ủy ban Hành chính Kháng chiến huyện Phụ Dực. Rồi vào một buổi sáng, ông kéo tôi vào phòng làm việc riêng. Đoạn này mới thấy thương, cái thấy khâm phục cái người bố của bác Quang bố nuôi ấy. Ra lệnh cho tôi ngồi vào cái ghế đối diện với ông qua cái bàn giấy của ông, và ông nói: con đường cách mạng mà chúng ta đang theo đuổi là một con đường dài, được chia ra làm nhiều chặng. Chặng đầu tiên là đại cuộc đuổi giặc cứu nước, giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. Con cũng nên biết rằng chính trị mà không có ý thức cách mạng là thứ chính trị đuôi, chính trị mà không có quân sự là chính trị què, và quân sự mà không có chính trị là quân sự mù. Làm cách mạng mà kiến thức và văn hóa yếu kém thì sẽ không thể nào tạo nên được nguồn sáng có sức mạnh chiếu rọi vào bức màn u minh che giấu những sự thật lịch sử, và do đó sẽ loạn quạng, khó có thể tiến hành những biện pháp cách mạng mang lại lợi ích cho nhân dân và cho đất nước. Qua thời gian làm việc chung với con trong những ngày vừa qua, cũng như tìm hiểu về việc học hành của con và những hoạt động của con trong những ngày tháng mà con phục vụ trong đại đội dân quân Phụ Dực, từ đầu năm đến nay, bố nhận thấy con là người có nhiều ưu điểm. Thứ nhất, ưu điểm này, có tâm huyết và nhiệt tình đối với đất nước và dân tộc, hồn nhiên, chân chất, thật thà, mộc mạc, nhã nhặn, nhưng ngay thẳng, không lệch lạc. Bác Quang, Ly nói với cô Châu là bác Quang giống như một đứa trẻ đáng yêu. Bác Quang rất là thật thà, rất là dễ tính và rất là bình dân. Có lòng dũng cảm và có quyết tâm bền chí để theo đuổi một việc làm cho tới thành công. Thông minh, biết sử dụng lý trí để phân biệt phải trái giữa thuật lý, giữa thuận lý và nghịch lý. Đặc biệt là có trí nhớ rất tốt mà bố cho là tuyệt vời. Quý vị phỏng vấn bác Quang thì bác Quang nói rõ ràng cái câu đấy, ông nào nói ở cuốn sách nào, ở trang mấy. Mặc dù năm nay bác bước sang tuổi 88 rồi đó quý vị, nhưng mà nhớ vanh vách vậy đó. Và bác hay nói là
bác gặp được bà Châu đó, là giống như kiểu là bác được trúng số. Ly chạ, Ly cảm ơn bác Mai Thanh Hùng. Cô Châu phải nói là một người phụ nữ, đúng đúng là phụ nữ Việt Nam. Cô Châu thua bác Quang tới 13 tuổi, nhưng mà cô Châu chăm sóc bác Quang giống, và cô Châu là một cô gái Nam Bộ, bác Quang là một chàng trai Bắc Kỳ. Nhưng mà thực sự là Ly chưa bao giờ thấy một cặp vợ chồng nào mà sống rất là hạnh phúc, tương kính như tân. Tại ở nhà Ly một ngày Ly biết, phải nói là bác Quang thì rất là dễ tính, mà cô Châu thì chăm sóc bác Quang rất 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 là chu đáo. Thông minh, biết sử dụng lý trí để phân biệt phải trái giữa thuận lý và nghịch lý, đặc biệt là có trí nhớ rất tốt mà bố cho là tuyệt vời. Với những ưu điểm trên đây, bố nghĩ rằng nếu con nghe theo những lời dặn dò của bố thì con có thể trở thành một nhà viết sử chân chính, giống như một nhà tiên tri đó quý vị. Theo kinh nghiệm của bố, với hoàn cảnh đất nước hiện nay, chính quyền ta có thể dễ dàng huy động hàng triệu thanh niên liều chết hy sinh thân mình để chiến đấu cho đại cuộc đuổi giặc ngoại xâm, giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. Nhưng cũng có thể nói rằng thật là rất khó mà kiếm được 15 người có đủ tài năng, kiến thức và những đức tính cao quý để trở thành một nhà sử học chân chính. Đúng đấy quý vị, ông nói y như tiên tri. Bố thiết tha mong muốn mai này con sẽ trở thành một trong các nhà trí thức phất cờ tiên phong, mở đường cho phong trào lý trí. Ông nói một câu mà y như kiểu ông biết rõ cái tà đạo này nha quý vị. Họ đang dùng đức tin để cho các nhà trí thức người Việt theo đó mà tiến lên, đem những sự thật lịch sử đã bị giáo hội La Mã cấu kết với giặc Pháp cố tình bưng bít để phơi bày ra trước ánh sáng công luận. Hiện tại trình độ văn hóa của con còn quá kém, cho nên con cần phải trở lại trường học để bồi dưỡng thêm văn hóa và kiến thức. Muốn thực hiện được ước mong như vậy của bố, con phải luôn luôn cố gắng tranh thủ thời gian mà trau dồi kiến thức bằng mọi cách để nè, vượt qua bậc trung học vào đại học, học chuyên về ngành sử học cho đến khi hoàn tất ít nhất là bậc 1, tức cử nhân ở đại học. Có khả năng học trôi chảy và hiểu thấu được những tài liệu lịch sử thế giới được biên soạn bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh. Ghê chưa quý vị? Ông từ năm 47-48 ông đã nói như vậy rồi nhé. Muốn thế, con phải quyết tâm theo đuổi việc học, tìm đến nơi nào có cơ hội thích hợp nhất và dễ dàng cho việc học ngoại ngữ để có thể thực hiện được ý muốn của bố. Kỳ vọng của bố đặt vào nơi con là như vậy. Mong con đừng phụ lòng bố. Tháng 9 năm 1947. Ly thấy rất là khâm phục cái người bố này ở cái thời điểm 47 mà ông đã có những cái dự tính đến bây giờ vẫn còn là thời sự nhé. Đây là lời bác Quang. Sau này đọc bản văn ghi lại nơi hai trang 76-77 trong sách Thập Giá và Lưỡi Gươm và bản án chế độ thực dân Pháp đăng trong trang điện tử do Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm chủ, tôi tin rằng dưỡng phụ của tôi hoặc là đã được học tập tài liệu này rồi, nung nấu trong lòng mối quốc thù của dân ta đối với liên minh giặc Pháp Vatican mà ủy thác cho tôi nỗi lòng này của người. Viết xong, ông trao lá thư này cho tôi và bảo tôi đi xuống xã Đồng Tiến để trao lá thư của ông cho ông Hứa Văn Nam, Hứa Văn Mam. Ông Mam lúc đó là chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã Đồng Tiến, đang trú đóng trong một ngôi chùa trong làng Đông Tiêm, kế bên làng Hòe Thi. Bố nuôi tôi nhờ ông Mam lo giúp tôi ghi danh theo học lớp nhất trường cơ bản huyện Phù Dực. Lớp học này do thầy Vũ Tiến Trưng đảm trách vấn đề ăn và ở trong thời gian tôi theo học ở đây. Kể từ đó tôi mang cái tên là Nguyễn Kim Đồng trong suốt thời gian hai niên học 1947 đến 1948. Hoàn tất lớp nhất, niên
hoàn tất lớp nhất niên khóa 1948-1949, học các môn pháp văn, hình học và đại số với thầy Vũ Tiến Trưng ở làng Quan Đình. Và niên khóa 1949-1950 theo học năm thứ 3, tức lớp 8 ở trường trung học tư thục Nguyễn Du tại làng Cổ Hội, Phủ Thái Ninh thuộc Thái Bình. Thưa bố, tính đến nay, ngày 1 tháng 3 năm 2021, ước nguyện của bố trao lại cho con đã trải qua một thời gian quá dài, gần 74 năm. Con mới hoàn thành được một phần trong ước vọng này của bố. Đó là bộ sách Toàn bộ sự thật về khu rừng tội ác của giáo hội La Mã và tập thể con chiên người Việt. Để kính dâng lên bố, mong được bố hài lòng và cảm thấy vui mừng giống như ngày bố đem con về trình diện với gia đình bố vào năm 1947. 2. Tức là bây giờ là bác cuốn sách này bác tặng cho mục thứ hai là những người thân trong gia đình tôi, trước hết là bố mẹ. Bố mẹ tôi là những người chất phác đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Sách hiếm là nguồn tư liệu lịch sử quý hiếm, đúng như cái tên sách hiếm. Cô Châu kể cho Ly là cô thiết kế xong cái trang này xong. Trong cái thời gian cái trang giao điểm bị đánh phá tơi bời á, cô lo là bị đánh sập mất rồi, những cái bài viết của bác Charlie Nguyễn và bác Trần Trung Ngọc á, không giữ được, cho nên cô lập ra cái trang sách hiếm. Mà cô lập ra rồi nhưng cô không biết đặt cái tên gì, cô phải suy nghĩ hoài. Nhưng mà lập ra rồi nhưng mà lại cô lại giữ ý, sợ là cái trang những người trong gia điểm nghĩ là cô muốn cạnh tranh, cho nên lập ra là vì cô đón vì cô sợ cái trang đó bị đánh sập, bởi vì có con chiên nó, có nhà thờ nó đã thò vào rồi. Ly đã từng kể ra một cái clip rồi. Và đến sau đó thì cái đúng là như cô đã dự đoán, trang giao điểm chết yểu dần dần rồi là thôi. Thì lúc này là giáo sư Trần Trung Ngọc, ông Charlie Nguyễn đó là viết bài xong đưa cho cô. Thời đó các bác tầm tuổi đó cũng không rành về công nghệ thông tin, nếu không có cô Châu. Là một người mà cô Châu cũng rành, nhưng cô Châu cứ mò, không biết thì cứ mò ngay cả về nhà Ly. Mà có những cái Ly không biết rồi Ly bỏ luôn, nhưng mà cô Châu thì không. Cô Châu cái gì cũng biết, là cô Châu phải mò cho bằng được ấy mới chịu. Xin bày tỏ sự kính trọng với các tác giả của sách hiếm. Đúng rồi bác Hoàng Trung, thật không có sách hiếm thì chúng ta không bao giờ biết được cái tội ác, những khu rừng tội ác của cái tà đạo này đâu. Thật sự là vậy. Bố mẹ tôi là những người chất phác đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi, đặc biệt là đã giáo dục tôi theo nếp sống đạo lý vị tha trong tinh thần cởi mở và dĩ học vi tiên của nền văn hóa cổ truyền tam giáo đồng nguyên của dân tộc. Hơn thế nữa, bố mẹ đã để lại cho cá nhân tôi cũng như tất cả anh chị em chúng tôi tấm gương cần cù lao động chân chất thật thà và luôn đọc những câu ca dao thay cho những bài học về đức dục và kinh nghiệm ở đời. Nhờ cái đức vĩ đại và cao quý này của bố mẹ tôi mà tôi đã thoát khỏi những khi gặp hoàn cảnh hiểm nghèo cũng như gặp khó khăn từ ngày tôi thoát ly gia đình, bước theo các bậc đàn anh thời Việt Minh và tiếng gọi của non sông, thế rồi chìm nổi với thời cuộc và lận đận với đất nước trong suốt chiều dài 30 năm chiến tranh và 46 năm sống tha hương nơi quê người đất khách. Trong thời gian này tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn cực nhọc, những trường hợp bị những phường tiểu nhân đắc thế và bọn cuồng nô vô tổ quốc. Có lẽ do thuyết nhân quả của nhà Phật với câu nói cha mẹ hiền lành để đức cho con, cứ mỗi lần tôi gặp khó khăn thì lại có một quý nhân bất ngờ xuất hiện, tự ý giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn một cách dễ dàng với một tấm lòng hết sức vị tha. Tôi còn nhớ lúc đó có người báo tin cho gia đình biết là tôi đã hy sinh trong cuộc hành quân ở vùng hỏa tuyến tấn kích đồn Vọng Hải, huyện Kiến Thụy, tỉnh Kiến An trong một đêm tối trời vào cuối tháng 6 năm 47. Sau cuộc hành quân đầy nguy hiểm này, tôi về thăm nhà,
Chị Nghiêm kể lại, hôm nọ, Ủy ban Hành chính và Kháng chiến xã báo tin cho gia đình mình rằng em và anh Nguyễn Thành Khức ở làng Tô Đàm đã hy sinh vì Tổ quốc ở Kiến An. Hai ngày sau đó, Ủy ban Hành chính và Kháng chiến và các đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh của xã tổ chức lễ truy điệu cả em và anh Khức ở mô Quán Lồ, một mô đất lớn ở kế bên Quan Lồ. Họ mời gia đình mình đến tham dự và cả nhà đều có mặt ở đó, ngoại trừ thầy. Thầy tức là bố của bác. Thầy không tin rằng em đã chết và nói rằng thằng Chon, tên gọi của tôi ở làng, thằng Chon nó không chết. Cái đầu nó ở gáy tròn như cái gáo dừa. Nó sẽ sống lâu đến 80-90 tuổi. Đi đến đâu, nó cũng được quý nhân phò trợ. Hậu vận của nó rất khá. Bây giờ thấy em còn sống về nhà, thế mới biết lời thầy nói là đúng phóc, mừng quá đi. À. Tính ra, trong đời tôi có tới trên dưới 40 lần được thoát hiểm như vậy. Lần nào cũng xảy ra đúng như lời nói của bố tôi mà chị Nghiêm kể lại như trên. Vấn đề này đã được tôi nói rõ từng trường hợp trong bài viết Kiểm nghiệm luật nhân quả trong đời tôi. Tiếp theo là tặng cho các anh em trong gia đình tôi. Ước gì được gặp ông bà giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và cô giáo Trần Ly, bác Phúc Bùi. Sẽ được gặp vì vợ chồng bác Quang có ý định về Việt Nam sống hẳn. Cho nên là các bác sẽ được gặp vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Phải nói là Ly gặp nhiều người nhưng mình rất là không chê vào đâu được vợ chồng. Về nhà Ly, không phải nhà như vậy đâu, lúc ở nhà Ly chưa có sửa. Nhà mà đang dột nát á, mà về ăn cơm xong Ly lấy cái gối ra để dưới nhà đó bác nằm. Ly đang có hình ở đây nè, bữa nào Ly đưa lên. Bác nằm ở dưới nhà nói chuyện. Bác nằm dưới nhà luôn á, nói chuyện. Cô Châu thì ăn xong rồi phủ Ly bê chén đi rửa đi ráy. Con đang đọc bài của bác Quang, xíu con gọi lại cho chú làm live thứ hai nha. Nha chú. Dạ chú theo dõi ha. Mời chú Tiệm ở bên Pháp. Các anh, bác gửi tặng tiếp cho các anh em trong gia đình tôi. Tất cả đã thay tôi lo cho bố mẹ từ khi tôi thoát ly gia đình vào đầu năm 1947. Cô chào Đỗ Đạt nhé. Gánh chịu những khó khăn và khổ nhục của thời thế trong 30 năm chiến tranh. Khi di chuyển vào miền Nam sinh sống từ cuối tháng 3 năm 1955, tôi được anh Yêm và anh Thể luôn luôn bao dung tôi những khi tôi lận đận ở miền Nam. Tiếp theo là người bạn đời của tôi, tức là cô Lâm Phú Châu, thực ra cô tên là Nguyễn Thị Phúc. Người đã kề vai sát cánh và chìm nổi với tôi gần 50 năm trời. Nhất là những năm mới định cư ở Hoa Kỳ, với những khó khăn về tài chính, thiếu thốn trăm bề. Đặc biệt sau nhiều năm được tôi thuyết phục, nàng đã nhất định cùng tôi theo đuổi lý tưởng chiến đấu cho cái quyền được tìm hiểu và công bố sự thật ghê tởm của giáo hội La Mã cho người dân Việt. Chính nàng lập trang nhà sách thiếm.net, sách thiếm.org và quản thủ mọi việc từ văn tới võ vân vân để đăng tải những tác phẩm của chúng tôi và các tác giả khác. Có những bài viết của bác Quang 10 năm rồi chưa đăng lên sách thiếm, lý do cô Châu nói với Ly rằng cô lo đăng những bài của những tác giả khác, cô phải đọc để coi lỗi sửa lỗi chính tả này, rồi nhất là cái nguồn. Không phải cứ ai đưa bài đến thì cô cứ đưa lên đâu. Mà khi người ta nói về một cái nguồn, một cái tin nào đấy, thì cô phải kiểm chứng cái nguồn này có thật không, cô mới đưa lên. Chứ không phải cứ ai đưa là cô đưa lên. Như vậy thì đâu có còn uy tín quý vị. Ví dụ ai đó nói ông Linh Mục đó như vậy vậy, thì cô phải tìm hiểu nguồn có thật cô mới đăng lên. Cho nên cô Châu rất là bận rộn. Nó có những bài viết của bác Quang là 10 năm rồi cô Châu chưa đưa lên được. Bởi vì cứ nghĩ của chồng mình, cho nên đưa giờ nào cũng được, con phải là không đưa thì vẫn ở đấy, nhưng mà phải lo đưa của những tác giả khác. Phải nói là cô Châu là một người làm việc, cho nên những người nào
Không hiểu thì cứ nghĩ công việc của cô Châu nhàn, nhưng thực sự cô Châu là không có thời gian nghỉ ngơi luôn đó quý vị. Để đăng tải những tác phẩm của chúng tôi và các tác giả khác có cùng lý tưởng và những giá trị theo nàng tự ý thẩm định. Sau này với sự phát triển về vấn đề truyền thông, nàng chạy đua theo những kỹ thuật truyền thông mới để lập thêm kênh YouTube, mảng lịch sử chưa viết, ghi lại những cuộc nói chuyện sống động theo nhu cầu thời sự. Quan trọng hơn nữa là nàng cáng đáng luôn các việc chỉnh sửa máy móc trong nhà. Nàng còn luôn giúp đỡ tôi hàng ngày trong việc sử dụng máy vi tính, giúp tôi tìm tòi và mua các tài liệu lịch sử cần thiết. Đó là không kể đến công việc thường ngày như nấu nướng, lau quét, dọn dẹp nhà cửa, còn làm vườn nữa nha quý vị. Nhiều khi nàng còn làm cả thợ may, thợ mộc, thợ điện vân vân để giải quyết những nhu cầu lặt vặt trong đời sống. Như một người đàn ông, vì tôi thực sự không có những năng khiếu để làm những việc đó. Nàng là tai, là mắt, là đầu óc và chân tay của tôi. Nàng quả thật là một trong những quý nhân phù trợ đúng như lời bố tôi đã nói về tôi. 4. Là các con của tôi. Tôi cảm ơn trời đã cho tôi đàn con rất ngoan hiền, sống theo tấm gương chăm chỉ cần cù của vợ chồng chúng tôi. Nhờ các con ngoan mà các con dễ dàng kiếm được việc làm theo đúng nghề mà chúng đã theo học ở đại học. Chúng cũng lập gia đình với những người làm việc chuyên nghiệp và lương thiện. Tất cả các con tôi chưa hề nghĩ đến những chuyện bất lương, không hề có hành động nào làm xấu hổ mẹ cha hay dân tộc Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp theo là tặng các thầy và các bạn. Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, tất cả đều là những ân sư của tôi. Xin kể ra đây những thầy nào tôi còn nhớ. Cụ Đồ Doanh, người thầy đầu tiên dạy tôi chữ Hán và tập đọc, tập viết chữ Quốc ngữ. Cụ Đồ Ba Suýt dạy tôi học chữ Hán và cuốn Luận ngữ. Tại trường làng Tô Xuyên, thầy Trần Phát dạy tôi học lớp 3. Dạy tôi học hết lớp 3 và tôi tốt nghiệp với bằng sơ học yếu lược vào mùa hè năm 1944. Trong khóa học chu kỳ cộng sản từ thời cộng sản nguyên thủy đến chủ nghĩa đến chủ nghĩa cộng sản khoa học, khi tôi gia nhập đoàn thiếu nhi tại làng Tô Xuyên, đồng chí Phạm Quang Hải trong những giờ sinh hoạt chính trị trong đại đội dân quân huyện Phụ Dực năm 1947, đồng chí Nguyễn Duy Khôi tại trường sơ học Bổ Túc huyện Phụ Dực di tản về hoạt động tại một căn nhà kế bên đình làng Quan Đình, xã Đồng Tiến năm 1949. Thầy Vũ Tiến Trưng dạy tôi lớp 5 chữ Pháp, hình học và đại số. Tại trường trung học Nguyễn Du ở làng Cổ Hội Thái Ninh lớp 8, các thầy Huân, Việt Văn, thầy Đoan, Anh Văn, thầy Tăng Xuân, Địa Lý, bà Tăng Xuân An, Pháp Văn, thầy Long, Lịch Sử, không nhớ tên thầy dạy hình học và đại số. Tại lớp luyện thi đệ nhất cấp, trường Bách Khoa, Bình Dân, Sài Gòn 1956-1957, thầy Nguyễn Sĩ Tế, Việt Văn, thầy Đặng Trần Thường, Anh Văn, thầy Quản Quang Hoa, đại số và hình học. Rất là bác nhớ được rất là nhiều thầy. Đoạn này mình không cần đọc nữa ha. Rồi đoạn này đọc tiếp đoạn này đi. Tại nước ngoài nhé. Từ 1967 đến 1969. Tại Osio, tôi phải bù đầu học quá nhiều sách, trở thành vua tra từ điển và phải gạo bài để làm các bài thi trong các kỳ thi giữa khóa và các bài thi cuối khóa học, thường xảy ra gần như hàng tuần. Vì thế mà tôi không còn tâm trí nhớ đến danh tính của các giáo sư dạy các lớp học của tôi, ngoại trừ Dr. Palmer dạy môn sử Đông Nam Á, Dr. Ngô Tôn Đạt dạy môn gì bằng tiếng Anh đi đọc được, và những ân nhân và những người bạn tốt của tôi, anh Doãn Quốc Sĩ, người anh kết nghĩa trong thời chúng tôi cùng theo học các lớp ở Washington DC.
Những người bạn tốt trong những năm trôi nổi từ khi tôi phải bỏ làng ra đi để trốn thoát bọn lính đạo trại táo truy lùng. Chú có biết lính đạo trại táo không chú? Chú có biết bọn lính đạo trại táo không chú? Không, không biết. À, họ là những người tôi luôn luôn ghi lòng tạc dạ. Những gia đình người Mỹ đã đến với chúng tôi trong những ngày đầu bơ vơ ở Hoa Kỳ. Những ông bà, cấp trên và những bạn đồng môn lúc tôi làm việc ở sở học chánh Tacoma trong những niên học 1975-1998. Những người này đều có ít nhiều những hành động hay lời nói ấm lòng trong thời gian làm việc cùng nhau. Xin chân thành cảm tạ các những tác giả và những người bạn thân. Nhiều anh chị đã gửi tặng tôi những tài liệu vô cùng quý giá để tôi tham khảo khi biên soạn bộ sách lịch sử này và các tác phẩm khác của tôi. Muốn liên hệ bằng hay hỏi cô đi. Tất cả muốn liên lạc với cô Châu á, cứ gõ Lâm Phú Châu là ra. Cái nick Lâm Phú Châu ai gõ cũng ra hết. Hãy liên lạc với cô. Cô với bác Quang rất là vui. Ai gọi nói chuyện cũng rất là vui, rất là hoan hỉ. Nhân đây tôi cũng không quên rất nhiều những người bạn trẻ đồng hành hiện nay, hàng ngày đã âm thầm giúp chúng tôi phổ biến những bài viết của các bạn, những bài viết cho các bạn trẻ trên mạng xã hội, trong khi các sách vở của chúng tôi chưa có thể xuất bản. Thánh nhân còn có khi lầm. Chắc chắn là dù cho có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì các tác phẩm của tôi cũng vẫn còn có ít nhiều thiếu sót về phương diện nào đó. Tôi cũng thành khẩn ước mong nhận được những lời chỉ giáo của các bậc cao minh trong việc vén bức màn do thế lực đen dựng lên để phủ kín những sự kiện lịch sử dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỷ 17 cho đến nay. Trân trọng, Việt Án Anh, Nguyễn Mạnh Quang, ngày 1 tháng 5 năm 2021. Đấy là bác Quang viết như vậy thì Ly muốn đọc để cho quý vị nghe. Và đây là vài hàng về bác ở đằng sau nhé. Vài hàng về tác giả Nguyễn Mạnh Quang, sinh năm 1935 tại tỉnh Thái Bình, Bắc Việt. Tháng 6 năm 1964, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn môn Sử Địa. 1964 đến 1966 dạy môn Sử Địa và Công dân tại trường Trung học Nguyễn Trung Trực, tỉnh Kiên Giang. 1966 đến 1969 được cấp học bổng du học theo học tại Đại học Ohio, Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 1969 tốt nghiệp cao học giáo dục môn Sử Địa và Hồi Hương. 1970 đến 1975 dạy môn Sử Địa và Công dân tại trường Trung học Kiểu mẫu Thủ Đức, Sài Gòn. Tháng 4 năm 1975 rời Việt Nam sang Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 75 đến tháng 9 năm 1998 làm việc tại Sở Học Chánh Tacoma, tiểu bang Washington, phụ trách dạy các môn gồm lịch sử Hoa Kỳ, những vấn đề khó khăn trên thế giới, sử tiểu bang Washington, công dân, địa lý thế giới tại các trường trung học Lincoln, Winston. Tháng 9 năm 1998 nghỉ hưu, tiếp tục biên soạn các tác phẩm liên hệ với chuyên ngành nghiên cứu về lịch sử Việt Nam thời cận và hiện đại, trong đó có các thế lực ở hậu trường của các chế độ chính trị tại Việt Nam. Đó là những lời ấy của bác Quang. Thì mời quý vị nghe những cái đoạn này để cho quý vị thấy đây là những cái mà cuốn sách này Ly thấy rất là hay. Mời quý vị nghe một số cái tội ác mà bác thống kê ra. Cái đoạn này